Chào bạn nha, hôm nay mình đến vườn dâu hái nha. Đi hái dâu nha, mình đi hái dâu thì lần vào trong kia mình sẽ quay cái vườn dâu, mọi người đang đi hái dâu kìa. Đây là cái vườn dâu tự hái và ra cân để tính tiền, giá siêu rẻ. Nào, ta đi cùng nha, cùng đi vào. Đậu Hà Lan, bên kia có đậu Hà Lan. Nào, mình đi vào nha, đi vào vườn để ta hái dâu nha. Đây, mọi người hái trong đông lắm. Chờ tí nha, đi qua cái cổng là mình sẽ mình vào mình hái nha. Ha, ta đi hái dâu nha, vào trong vườn rồi. Ê, mình thấy dâu này nhiều quá, vườn có sao mình đi một bên. Đây mọi người hái dâu kìa, mình đi sang bên này này, đi cẩn thận nhé. Mình đi sang cái vườn phía bên này này. Oh, ấy chị Ly là cầm giỏ đi hái dâu này. Dio, Dio cũng cầm giỏ hái dâu này. Ha, đấy. Đây mọi người đi hái nhiều lắm. Mọi người đi hái nhiều chứ kìa. Nào, ôi kia có quả kia Ly kìa, nhìn quả kìa. Lên lên lên, quả dâu. Ồ, sao được, cứ lên đây. Đây có người hái cho mình đi lên trên này. Treo quá. Hai đứa có treo được không? Dưa cẩn thận. Có thể khéo dâm cây vừa dẫn con cái. Đó, hái đi. Con nhìn quả dâu nào hái. Ồ, đây quả dâu này. Mình đi tiếp nhá. Đi thẳng hàng, cứ đi, đi xem quả quả nào mình hả. Để mình đi sang rồi. Con đừng vãn vào dâu. Con dậm nó, đi tránh dâu đi. Lên đây mình dậy được rồi, đó, đi hái đi. À ha, con hái thế nào? Ô, Ly hái được một quả dâu rồi kìa. Điều đi thẳng đó, hai bố con hai bên này. Đi này, có quả to này. Wow, quả dâu này. Trời ơi, nó chưa chín lắm nhưng mà ăn được rồi. Wow, một quả dâu nữa rồi, hai quả rồi nha. Được hai quả dâu rồi. Đó, một quả là chị Ly hái. Ui, đuôi. Con phải nhìn quả nào thật đỏ hẳn nhá. Đỏ hẳn là hái nhá. Quả nào mà xanh trắng khoan là Lý nha, phải xem nha. Đó, ở đây người đi hải dầu rất chi nhiều. Đi bên kia, đi đi bên kia với mẹ hả? Phải rửa chứ. Từ từ, quả xanh đừng hái con chỉ hái quả đỏ đỏ. Thế nào nhìn thật đỏ, con biết dâu đỏ là như thế nào chứ? Xem mà, nghiêng nó lại chưa? Quả đỏ chưa, thấy chưa? Quả đỏ chưa chín. Quả nó chín. Đây, có quả nhỏ nhỏ cho Điêu này. Wow. Quả này cho Điêu nhá, Điêu cùng. Quả này chưa được, quả này chưa được, phải nhưng thật đỏ. Ừ, hai mẹ con đi bên kia, hai bố con đi bên này, đi từ từ nhá. Hả, mọi người hình như là người ta hái cũng nhiều rồi, hái được hết rồi mình đi sau đây là quả xanh. À, quả nó được đó Lia, quả nó được đó. Wow, quả này được này, hồ hồ, thấy chưa? Tiến lên, tiến lên, có quả dâu bé bé, có thể ăn được mà. Quả nào trụng đất thì sao? Ôi, cho Điêu ăn này. Có hả? Không, ngọt mà. Đây, quên đi. Nhìn nè. Ờ đúng rồi, nhìn. Con hái đi. Wow, phát hiện một quả dâu này. Điêu hái này. Wow, quả kia mặt kia vẫn chưa chín lắm. Lý nhìn thật đỏ Lý nhá. Phải trở ngược trở xuôi xem nó có đỏ không à. Đỏ chín hết rồi. Điêu kia đây, kia đây, này. Điêu này, nhìn này. Điêu này, có quả dâu này. Wow. Quả dâu to. Quả dâu này. Điêu kìa. Điêu này hái đi. Điêu hái nhá. Ờ, chị nhiều lắm. Nhìn nhìn. Thấy chưa, cả một cánh đồng dâu luôn này. Mọi người thì hái đông lắm. Đấy, có quả này. Hầu như là nó chưa chín được hết rồi nha. Một là chính là người ta đi trước, người ta đẩn hơn rồi. Người ta đẩn hại rồi. Về mình quay video ở cái quả này mình audio.
như quả to này. Đây, quả này rất to này. Nhìn thấy chưa? Dâu đất này. Đây gọi là dâu đất nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Mọi người đi hái nhiều lắm. Đi đi từ từ đi ơi, cho bố này đấy nhiều lắm này. Wow. Rất chi là nhiều. Đấy, phải đi từ từ chứ, mình phải từ từ chứ. Con có thể bít một quả ăn được. Quả nào sạch sạch phía trên con thể bít ăn. Những cái quả nào ở phía trên như này em vẫn ăn được rồi. Bít ăn được, đúng rồi, được chưa? Mắm ăn được á. Ô, quả này được nè. Đấy. Sao đấy, đừng có bươi đất như thế. Giống bò tót. Đi này, dấu đi này. Trời ơi, dấu này. Ở bên kia này. Rất chân. Này này, mình phải đi lên đây đã. Đâu, bố ơi. Cứ đòi chăm chỉ. Thì cho nó sao, cái này. Sao đặt cho. Bố, cầm giỏi cho con. Bố cầm. Cắt thả cho, cầm bị tay giờ. Đi chạy xem. Tiếp nhẹ chân. Rồi, đi hái nhé, từ từ nhá. Ô, đúng rồi, nhìn. Hái lại, hái lại, hái. Này, này, này. Xem quả dâu này nào. Wow. Nó to nhưng mà nó chết chín bên dưới ha. Ngọt mà. Đây, đây quả đây điêu. Wow. Nhìn cái bò bò nào, bò nào. Quả thôi rồi này. Điêu này, điêu này, dâu này, chờ bò để bò bò nào. Lý Hải nha, cẩn thận nha. Để hai chứ. Ôi nó ô, quả này. Quả này chín rồi nè. Đi lại đây nữa. Có lạnh không để mẹ cho cái áo nào. Hái mấy cả quả dâu thôi. Không quả này chưa, quả này chưa. Quả này quả này đi đi, quả dâu đất. Bên mình phải rửa mà. Quả này gọi là dâu đất. Nó còn không cần chi kệ nữa. Bên mình rửa mà. Quả này dâu ngón đấy. Thì mình đi vòng chứ không được theo quán là đến tầm hạt đấy. Tất cả mọi người phải đi đúng, đúng thứ tư. Ôi à, có sương muối này. Sương muối, có cả sương muối này. Thấy dâu đất đây. Em những quả nó to như vậy đấy. Cái quả này không bị nướng xuống dưới đất. Ăn một con ngon mà. Ngọt đấy. Ừ, để... quả này ngọt này. Tại vì nó vào siêu thị nó cũng phải 2-3 hôm nó cũng chín rồi. Ăn. Ăn ngon lắm. Bạn nhìn thấy không? Phía dưới này, phía dưới canh cây này. Đấy. Phía đằng dưới gốc của nó đây rất chi nhiều này. Đấy, này nhìn này. Wow. Nhiều. Aha. Phía dưới của nó này. Hey, đi. Đi cho bạn. Aha, đó nhiều này.
Bây giờ cái cây này, hai mình xem bây giờ cái cây này nhiều lắm này. Wow. Nhìn gốc cây này, nhìn gốc cây này. Chơi đó thì nó buồn đó chứ. Nhìn gốc cây, vô đi. Vô đi. Đây. Em hài á. Wow. Dưới gốc cây này. Radio. Này các bạn không? Phía dưới gốc cây này. Rất chi là nhiều. Wow. Wow này. Nó nằm dưới gốc cây này. Yeah. Dưới gốc cây này. Wow. Hớt thứ bộ lì. Mình hái nha. Wow. Cái thế chờ nó. Bye bye. Dâu ha. Đây đi ô. Chỉ gốc cây này nhiều lắm. Sách tiến lên, tiến lên. Ta đi lên hả? Ta trở lại hả? Đây, ta đi, ta đi. Đây này. Wow, đây có quả to này. Nhìn thấy. Wow. Này. Quả này. Đây có những quả to mà chính như này. Wow. Đi nặng quá đấy à? Ô, lý hại được nhiều phê. Dâu người ta hái, đỏ chót mình. Thì vừa bảo xanh được. Xanh về dễ làm mấy thôi. Mình hái quả chín thôi nha, bây giờ mình đi hái quả chín ha. Thôi mình đi hái quả chín nhá. Thôi được rồi, nhìn chung lại, đi hái quả chín ha. Thôi lý hại cẩn thận nha. Hái thật quả chín. Hái đây một giỏ đây nha. Cầm lên dâu đấy. Nhưng mình hái đây một giỏ rồi, thôi về đây. Đang hái quả bé rồi.